Ồ, chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series 1 năm cày chay và hôm nay đã là ngày thứ 217 rồi, nhanh thật sự đấy chứ nhỉ. Thời gian gần trôi tới phần kết của series luôn rồi đó anh em ạ. À. Chưa gì mà chỉ còn có hơn 4 tháng một tí nữa thôi là đã tròn 1 năm luôn rồi đấy chứ. Anh em mình đi cùng với nhau chắc cũng khoảng đâu đó 7 tháng luôn rồi đấy. Đây rồi, hello anh em, chúng ta sẽ đến với ạc cày chay. Đây, mười mấy ngày đã trôi qua rồi. Hình như là 14 ngày trôi qua là 2 tuần rồi đấy mọi người ạ. 2 tuần đã trôi qua rồi. Và đây là tất cả những gì mà mình để dành được trong 2 tuần này. Đây, bao nhiêu gói đây? 104 gói vật phẩm may mắn. Đó, nào, 104 gói vật phẩm may mắn. Cái gói này hình như có từ 3 tới 8 hay sao ấy chứ. Có không? Có không ta? Không có. Ui không có luôn. Toàn mở ra những cái gói gì đâu không à. Rồi tới những cái vật thẻ BP đi. Bao nhiêu thẻ BP đây? Ui nhìn như full sự kiện ấy nhỉ. 150 gói BP luôn này. Nó tận 150 gói BP luôn. Thì chắc là được tầm mười mấy tỷ. Mười mấy tỷ là cao rồi đấy. 10, 15, 16 tỷ là cao rồi trong cái tên này. Đâu rồi, 31 tỷ luôn ạ. Ui 2 tuần trời cày 31 tỷ BP trắng. 14 gói còn lại. Còn 14 gói nữa. Đó, 14 gói nữa. Đâu rồi? 33 tỷ, vậy là được 60 mấy tỷ rồi. Ồ, 60 66 tỷ rồi đúng không? 66 tỷ hay 6 60 15 tỷ gì đấy. 65 tỷ gì đấy. 100 triệu này, 66 tỷ. Chắc được 66 tỷ BB trắng mọi người ạ. Tới phần cầu thủ đi nhỉ, phần cầu thủ này. Đây, 149 gói đầu tiên, giống như hôm qua mình mở ạc của anh Hải luôn đấy. 149 gói đầu tiên. 100%, đây rồi. 149 gói đầu tiên. Nói chung là ra được con gì đấy mà có lửa thì cũng là tuyệt vời đấy. Ui không có rồi, không có, không có, không có rồi. Không có rồi mọi người ạ. Toàn là mấy cái con 3-4 tỷ thôi, 3-4 tỷ thôi. Thôi bán hết nhá. Bán hết đi để làm gì đâu mà. Ủa Vara này không, chỉ được sử dụng thẻ bảo vệ thôi. Vara này không được dùng thẻ làm lại mọi người ạ. Má mình đang sợ, mình đang sợ trong cái trường hợp mà mình đập nó. Mình đập nó gì ta? Mình đang sợ trong cái trường hợp mà mình đập từ 3 lên 4 nó rớt thì lại ối rồi ôi. Và đang không được sử dụng thẻ. Không được sử dụng thẻ làm lại. Mất tiền mua phôi không lên là cút à. Không không sao không sao không sao hết. Nói chung là lâu lâu cũng phải đập chứ. Lâu đập một tí làm kinh tế nó cũng hay hơn. Bán thì nó cũng vậy mà. 4 vặt chắc lên được cộng 3 ấy nhỉ. Con này lên cộng 3 lại được 9 tỷ. Mà đập cộng 4 thì mình dùng thẻ bảo vệ thôi. Tại vì ạc này Phúc cũng không có làm. Phúc cũng không có đâu, có đập thẻ nhiều ấy. Cũng lười đập thẻ lắm mọi người ạ. Ui dồi ôi. Cộng 3 4 vặt cũng đi luôn à. Nhót luôn mà. Cay thật ấy. Từ 3 lên 4 tính mình dùng thẻ bảo vệ cho nó chắc nhỉ. Đập 2 lần. Dạ đập cộng 4 vậy cũng ghê ghê cái tay. Thôi được rồi, để đập bên ba chứ, lỡ bây giờ là phóng lao rồi, tôi phóng lao rồi, tôi phải theo lao này chứ đúng không? Phóng cái ngọn lao ra rồi, tôi phải theo cái lao này. Đập lại lên ba, từng trường này đủ lên ba rồi. Lên ba rồi, tí mình đập bốn sau, tí mình mở ra một đống phôi mình đập bốn. Đấy, chuẩn bị kiếm năm mấy tỷ đây. Chuẩn bị kiếm 55 tỷ, ui giời ơi. Rồi, tôi biết tuần tiếp theo thì tuần này chắc là ngon này, tuần này anh em để ý không? Tên này có mấy cầu thủ 3 tới 8 nè, có một gói à 5 tới 8 luôn à. Hai gói 5 tới 8 nè. Ui. Tên thứ hai 109 gói, cái tên này mới ngon đấy. Cái tên này mới ngon đấy. Có gói từ 5 tới 8 nè, gói này cho tôi con gì đấy cộng 8 thì tuyệt vời nhỉ. Ui. Đây, 109 gói. Đây rồi, đây rồi. Mùa gì đây? Mùa lửa này có lửa rồi, bị ST. BST đâu phải Lukaku đâu. Lukaku làm gì có Totti. Ồ 113 Openda. Openda 113. Ui Garnacho này. Ui con này làm kinh tế được không nhở. Cho cộng 8 này. Musiala cộng 8. Ôi chán thế. Đức CM này. Đức CM ở trong mùa khác là ngon rồi. Có Garnacho này. Rồi. Xong rồi xong xong rồi xong rồi. Con này đập 5 mà rớt thì mình vô đập con Vazan 4 luôn là phù hợp. Đó. Nhưng mà có 55 tỷ đúng không? Lời phết đấy chứ. Đập 6 auto lời sao mà đập 6 sao mà đập nổi. Ê nhưng mà nó không được sử dụng thẻ làm lại luôn.
Cái mùa này vẫn không được sử dụng thẻ làm lại mọi người ơi. Trời ơi, nghi quá à. Thấy cái điểm gì không à. Không được sử dụng thẻ làm lại, chỉ được thẻ sử dụng cái thẻ bảo vệ mà thôi. Mà thẻ bảo vệ 60 tỷ cơ. Không biết lấy cái thẻ đấy đâu ra. Ui, cay vậy. Cay vậy, mới đập cộng 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 3 đập phun vặt còn tạt kia. Ghana này đập lên 5 là nó sẽ có, mình sẽ có 20 tỷ. Đó, mình sẽ có 20 tỷ. Thì ba gian lên là mình có thêm 50 tỷ nữa. Gần 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 70 tỷ cũng được. Nói chung là cày chay chỉ mong như thế thôi. Chỉ mong như thế thôi. Thôi bỏ làm gì mà phải bỏ, làm gì bỏ sớm thế, lo gì. Nope. Thôi, chịu 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 đấy, chịu chết đấy. Đập cộng 3 hai lần phun vặt đập không lên nổi. Mình đập va gian nhỉ. Đập đập có cần sử dụng cái thẻ bảo vệ không trời. Tự nhiên tôi đập gì nhỉ? Tự nhiên tôi đập mà tự nhiên tôi đập có con này tôi dùng cái thẻ bảo vệ tôi thấy tiếc quá à. Thật sự luôn. Mẹ nó dùng đi à, không đập thẻ thì phải dùng nó đúng không? À, không đập thẻ nhiều thì phải dùng thôi. Kệ 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 kệ. Rồi tuyệt vời, năm mấy tỷ không quan trọng. À không dùng. Đấy, à không dùng nữa, à không không có đập thẻ nhiều thì dùng. Nét luôn, đập lên Vazan cộng 4 luôn. Rồi bây giờ đập lại Garnacho đi. À mà ít đập thẻ lắm. Chủ yếu là lâu lâu ấy, lâu lâu mở với anh em thì đập vài con cho vui. Chứ mình mà ngồi mở một mình thì thôi. Mà gian đấy bây giờ lên 100 tỷ vẫn có người mua ấy. Mà gian mùa mùa đấy đấy lên cộng lên 100 tỷ vẫn vẫn có người mua đấy. Mà gian mùa DC đấy. Nhưng mà bây giờ 50 mấy tỷ à. Ui rồi con Garnacho này khó nhở. Đập lên 3 mà 3 lần chưa lên đấy. Đó. Đập lên 3 thôi mà 3 lần chưa lên rồi đấy. Garnacho này khó tính đấy nhờ. Nhờ. Khó tính ác luôn. Hờ. Mới là Garnacho 23 NG thôi đấy. Nào nào nào. Thêm phát nữa. Thêm phát nữa phun vặt gần phun vặt luôn. Rồi, lên lại rồi, lên rồi. Nói chung là phôi thì mình có sẵn để đập 5 luôn, nếu mà lên 5 thì quá tuyệt vời. Con này không lên chắc là bỏ thôi chứ lười quá, lười đập quá. Đập làm kinh tế mà đập không lên nổi. Thật sự luôn. Không có thể làm lại. Con này có 20 mấy tỷ thôi, không cho người ta có thể làm lại luôn mà. Chán đấy. 20 mấy tỷ. Tuyệt vời. Ôi giời ơi. Rồi như vậy là mình vừa bán hết rồi. Hiện tại thì mình còn dư đâu đó là 369 tỷ. Nó dư ở ngoài là 369 tỷ. Mình sẽ vẫn tiếp tục chèn cầu thủ. Và bây giờ chúng ta đến với phần đội hình. Lúc này thì mình có bảo là đội hình mình bây giờ mạnh về thực lực. Thì đây, mọi người có thể thấy. Tất cả những vị trí nó hầu như là đồng đều về chỉ số. Đó, thì McManaman bây giờ thay Seedorf. Tất cả mọi vị trí của mình đều là 117. Tất cả đều là 117. Nesta 117, Mandini 117, Tchouaméni 117. Đó, Guirassy 117 và Seedorf, Lampard, Beckham đều là 117. Còn Zototi thì vẫn còn đâu đó khoảng tầm là 116 mà thôi. Zô này thì phôi to nên mình vẫn chưa dám đập. Ngoài ra cái hàng dự bị của mình có Rosicky, McManaman, Busquets, Locatelli, Blind, Coller và Ben White. Ngoài ra thì mình vẫn còn rất là nhiều cầu thủ ở dưới đây. Ví dụ như một thừa một con Lampard này, Coller này và 1, 2, 3, 4, 5, 6 chú Van der Sar DC cộng 5. Đó là những con mà mình chèn được trong cái thời gian vừa qua. Van der Sar này đơn giản thôi, chủ yếu là mình tích lại phôi thôi. Đó. Van der Sar này đơn giản, tích lại phôi thôi. Phôi 116. Con này thì mình mua cái thời điểm nó bao nhiêu nhỉ? 23 tỷ ấy, sau này nó lên giá, phôi lên giá đâu đó khoảng tầm là 80 tỷ một con đi. 80 tỷ một con 116 thì lúc đó mình sẽ xả sau. Lời khoảng nếu mất 6 con thì lời khoảng chắc là tầm hơn 200 tỷ đấy, nó là như vậy, hơn 200. Đó, thì cày chay mình chủ yếu làm kinh tế mà thôi. Đa số tất cả những cầu thủ của mình trong đội hình ấy đều là chèn, chứ mình chưa bao giờ gọi là mua những cái con mua thẳng hết ạ. Ví dụ như con này
400 tỷ mình chưa bao giờ mua thẳng hết, trừ Ronaldo thôi. Chỉ có Ronaldo là mình mê quá, đợt đấy Ronaldo 24 Totti mới ra, mê thật sự luôn mà, nên mới mua thẳng, đó là 1.300 tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ nó đã giảm xuống còn 1.000 tỷ rồi. Trời. Nhưng mà nó giảm xuống còn 400 tỷ, nó bị mình thấy là mình vứt 1.000 tỷ qua cửa sổ luôn. Nhưng mà thôi. Kệ. Đó là một bài học của mình. Đó là đội hình của mình hiện tại như thế này. Netta, Manini, tất cả những con hàng này đều là những con hàng fix giá. Đây cho mọi người có thể thấy Lampard 117 65 tỷ, 2 chân 5 năm, 1m84. Netta lúc trước mà mình chèn nó đâu khoảng tầm là 8 mấy tỷ hay sao á, còn Manini thì 50 mấy tỷ fix là cái chắc rồi. Đó tật Châu Ameni. Nó cũng về rồi đây. Con này là mình không phải mất đầu đâu nhá. Con này mình treo cái giá của nó. Con này mình treo giá thôi và một thời gian thì nó về. Treo tầm 3-4 ngày gì đấy nó về. Còn Beckham lâu lắm rồi. Beckham này mình vẫn giữ chưa bán. Rồi Rondo. Rondo này. Rondo mặc dù cộng 3 nhưng nó bằng một nửa giá khi mình mua cộng 1. Bằng một nửa giá luôn ấy. Trời ơi. Đây Steven Gerrard. Steven Gerrard DC. Con này cần con này chèn. Seedorf chèn. Bút quét cũng là chèn. Và Rosicky, Koller, Locatelli. Rồi Ben White. Đó, Dali Berlin, Lampard. Tất cả đều là chèn hết. Nó là như vậy thôi. Thì cái mục tiêu của mình sắp tới sẽ là build full một đội hình 24 Totti. Nhưng mà cái thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thấy quá nhiều con nó fix giá. Đó. Chưa quá nhiều con fix giá nên là mình cứ từ từ mà xây dựng thôi. Không cần vội. Đấy, đợi con nào fix giá thì mình sẽ chèn con đấy. Đó, cái series của cái này, series này của chúng ta ấy còn kéo dài đâu đó khoảng tầm 5-6 tháng nữa. Đó, và cái mùa 24 Totti hiện tại vẫn chưa limit và sắp tới sẽ là thời điểm gọi là 30 tháng 4 1 tháng 5 ấy thì nó sẽ có x3 x4 ấy, lúc đấy mình săn nó sẽ thoải mái hơn nhiều và những con Totti này nó rất giá ấy, lúc đó mình build nó vẫn chưa muộn, nó là như vậy. Đó, chắc là mình sẽ thay đổi một vài vị trí đi, thay đổi một cái sơ đồ hoặc thay đổi một vài vị trí trong đội hình đi. Ví dụ như mình có David Beckham. David Beckham mình đã sử dụng con này nó rất là lâu rồi, mình muốn thay đổi một chút xíu. Ví dụ mình muốn cho Seedorf vô đấy, mình muốn đá như vậy thôi và Beckham sẽ phải là người ra đi đầu tiên. Đây, David Beckham chắc là sẽ là người ra đi đầu tiên. Tại vì trải nghiệm nó quá lâu rồi. Đó, mình cần một cái tên mới, một cái tên nào khác cả. Đây, mình sẽ bán con David Beckham này đi anh em nhé. Thông thường thì mình cũng không cần gấp nên cứ treo nó ở cái giá cao cao được rồi. Treo giá 3-6 năm được rồi, khi nào bay thì bay, mình cũng chả quan tâm. Đó, bán con Beckham này đi nhé. Cứ treo vậy thôi, khi nào nó lên giá thì nó sẽ tự động bay thôi. Nó là như vậy. Và đây, Koller nữa, mình đã có Manini, có Netta rồi thì Koller này mình không giữ lại để làm gì hết. Mình đang có một con trong đội hình luôn, không có lý do gì giữ lại Koller này hết. Nên chắc là phải cho đi rồi. Đây, đi hết. Cho đi hết mọi người ạ. Và những cái tên còn lại thì chưa được. Nó vẫn còn đang bị fix giá, mình chưa cho ai bay hết. Chủ yếu là mình vừa cho hai con thôi, đó là Beckham với lại Koller sẽ là hai con đi trước. Trong cái thời điểm sắp tới thì mình sẽ gom BP lại để có thể săn thêm nhiều cầu thủ nữa. Hiện tại thì đội hình của mình cũng đang dần có sự thay đổi tích cực. Mình cũng đã dần đem về những cái tên thật sự chất lượng như là Lampard DC, Guerra DC, Tchou Ameni, 24 Totti, Seedorf DC. Toàn những cầu thủ bị fix giá nhưng cực kỳ phải gọi là chất lượng và có giá trị sử dụng cao. Trong thời gian sắp tới mình vẫn sẽ cố gắng đem về những cái tên xuất sắc nhất. Và thời gian của series này chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi. Chắc mình sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng là phù hợp rồi. Hẹn gặp anh em trong tập tiếp theo nhé. Ồ, và hôm nay đến đây thôi. Nếu anh em thấy hay, đừng quên để lại cho mình một subscribe và một like để có thể theo dõi những tập tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người sẽ có một ngày vui vẻ.